Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2020. Thì cái clip của mình ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai mẫu loa đến từ đất nước Nhật Bản. Một đôi Onkyo 77FX và một đôi Kenwood LS990 Class A. Hai cái đôi này về trong tình trạng đẹp xuất sắc và bao zin tuyệt đối. Thường góc đây mình quay trên đây thì rất là đẹp ạ. Thì cái đôi Ken 990 Class A này thì sử dụng 3 loa trên một thân thùng, gồm một bát 30cm, một loa trung đôm và một loa check đôm kết hợp hai vi tinh chỉnh. Cái dòng loa này thì quý vị và các bạn có thể chơi đa thể loại nhạc, kết hợp nghe nhạc hát hò thì rất là hay. Tất cả những cái gông kiềng còn sáng bóng, ê căng zin, còn đầy đủ tem mác. Giá đôi này thì nhà mình vẫn đang bán với giá là 11.500.000 đồng. Và bên đây là một đôi Onkyo D77FX, thùng màu nâu còn rất là mới và đẹp, sử dụng một bát 28cm, một loa trung 16 và một loa chắc còi. Tất cả các phiến loa còn zin và đẹp. Đôi này giá bằng đôi Kenwood 11.500.000 đồng. Quý vị và các bạn ưng một trong hai đôi thì có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại 0979 918 996, địa chỉ ở chợ Sát Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Sau đây thì mình sẽ quay đằng sau. Đây nhé, thùng đằng sau đây rất là đẹp. Cái đôi Onkyo này thì nó có lỗ thông hơi ở đây, công suất là 200W trở kháng 6 ohm. Cái dòng này là nó cân nặng 28kg một thùng, rất dễ phối ghép âm ly. Cái dòng này quý vị và các bạn có thể ghép vào những dòng âm ly đầu 6 thì đánh rất là hay, đầu 6 hay đầu canh phui.